Xin chào tất cả mọi người, chào mọi người đã đến với ngày hôm nay. Thì như mọi người đều biết là trong ngày hôm qua là chúng ta đối diện với một cú sập vô cùng lớn của BTC. Những ai mà đánh long trong ngày hôm qua thì chắc chắn là đã bị cháy tài khoản. Rất may mắn là mình và những cái bạn ở trong nhóm thì đã có những cái lệnh short tương đối thành công trong ngày hôm qua. Vậy thì cụ thể cái xu hướng của BTC trong thời gian tới sẽ là như thế nào thì mình sẽ update nhanh cho các bạn ở trong cái video ngày hôm nay. Ok, thì đầu tiên mình sẽ bắt đầu về cái việc là phân tích qua chart BTC cũng như là định hướng cho các bạn xem cái xu hướng trong ngắn hạn sắp tới sẽ là như thế nào. Thì ở đây thì mình đang có chart BTC trên khung H4 và tại thời điểm mình đang thực hiện video này thì giá đang đâm khá là mạnh và chúng ta vẫn chưa được xác định được chính xác đâu là đáy. Và trước khi cái nhịp giảm này xảy ra thì các bạn thấy rõ ràng là BTC đang trong một cái kênh giá tăng khi mà các đỉnh sau liên tục cao hơn đỉnh trước. Tuy nhiên thì cái kênh giá tăng này lại không tồn tại được quá lâu và các bạn có thấy rõ là giá chưa kịp test lại cái mức kháng cự chính là cái cạnh trên của đường trendline thì đã bắt đầu bất ngờ tụt hẳn xuống bên dưới và xuyên thủng qua mức hỗ trợ là 20.900. Và cái mức hỗ trợ này thì mình đánh giá không phải là một mức hỗ trợ quá cứng và các bạn có thể thấy rõ là ở giá này thì chúng ta không hề được đỡ. Không có bất cứ sự tranh chấp giữa các phe mua và phe bán nào mà thay vào đó thì BTC lại đang gặp những cái lực bán cực kỳ là mạnh. Và hệ quả của cái điều này dẫn đến là cái cây nến tiếp theo có thể thấy là BTC đã giảm tới hơn 1.000 giá, tiếp tục xuyên thẳng qua vùng hỗ trợ 19.900 và chưa có dấu hiệu là backtest trở lại. Trong cái bối cảnh chung hiện tại, thị trường đang khá là nhiều những thông tin phút liên quan đến CZ cũng như là liên quan tới SAM về vấn đề là bán khống FTT, đúng không ạ? Không chỉ FTT giảm mà BTC cũng đang có cái sự ảnh hưởng. Và về cái tính thanh khoản cũng như là volume thì cũng đang khá là yếu. Thì những cái cú flash dump như thế này mình tin rằng là sẽ có rất nhiều người sẽ không kịp trở tay và tài khoản thậm chí là sẽ rơi vào cái cảnh là nguy hiểm, thậm chí là cháy tài khoản. Và nếu mà chúng ta kiểm tra kỹ hơn những cái số liệu về thanh lý thì có thể thấy là rõ ràng ở đây là trong 24 giờ qua đã có tới 300 triệu đô bị thanh lý. Nhưng đặc biệt là trong 300 triệu đô đó thì có tới hơn 100 triệu đô bị thanh lý trong 1 giờ vừa qua với nguyên nhân chính đến từ những cây nến flash dump như mình vừa phân tích ở trên. Và trong giờ đó thì nếu mà tính tổng thì có tới 150.000 trader đã bị cháy tài khoản trong ngày hôm qua. Trong đó thì nhà đầu tư bị cháy lệnh lớn nhất lên tới là 2 triệu đô la với cặp tiền BTC và USDT. Với việc rất là nhiều người đang bị thanh lý lệnh như vậy và thậm chí là bị cháy tài khoản là một điều hết sức là dễ hiểu. Và thường thì trong một cái xu hướng rõ ràng thì chúng ta sẽ có cái tỷ lệ win cao hơn. Tuy nhiên trong giai đoạn mà thị trường đang sideways như bây giờ và nếu như vào những cái lệnh margin future thì các bạn phải thực sự là những người có kinh nghiệm cũng như là các bạn luôn luôn phải chú ý quan sát thị trường xem là như thế nào, nếu không mà chúng ta rất là dễ bị dính stop loss, đúng không ạ? Quay trở lại với chart đồ thị thì với đa số các cái trader hiện tại đang đánh theo các cái mốc kháng cự và hỗ trợ. Và cái sai lầm lớn nhất của các bạn đó là khi mà giá vừa về mức kháng cự hỗ trợ thì chúng ta sẽ lập tức vào lệnh đánh xu hướng ngược lại ngay lập tức để mà ăn xuống hồi. Tuy nhiên thì các bạn nên nhớ rằng là theo lý thuyết thì các cái mốc kháng cự này sẽ là những cái nơi mà tranh chấp giằng co về giá và nó sẽ thường là không chính xác 100%. Mình sẽ lấy ví dụ như là chính cái chart đồ thị của BTC vào ngày hôm nay thì các bạn có thể thấy rằng là cái mốc 20.900 chưa thực sự là một cái vùng cản cứng. Và nếu mà chúng ta vào lệnh long ngay khi mà giá chạm vào cái vùng này ấy, thì mình tin chắc rằng là các bạn sẽ rất là dễ bị kẹt lệnh và nếu mà không cắt lỗ thì rất là dễ dẫn đến cái tình trạng cháy tài khoản. Và việc vào lệnh tại một cái vùng cản còn phụ thuộc rất nhiều vào những cái yếu tố hợp lưu ở các cái mô hình nến xác nhận đảo chiều và điều này thì mình cũng đã giới thiệu cho mọi người rất là chi tiết trong cái khóa học Master Trading rồi thì các bạn học viên là chắc chắn là các bạn sẽ nắm rõ cái vấn đề này. Và với cái chart đồ thị này thì có cảm thấy là cái điểm vào lệnh đúng sẽ phải là ở cây nến tiếp theo sau khi mà giá break test ra khỏi vùng hỗ trợ cũ hay chúng ta còn gọi là vùng kháng cự mới và một cái tín hiệu short ở cái vùng 29.500 sẽ khá là an toàn cho mọi người. Stop loss thì các bạn có thể đặt ở trên cái vùng kháng cự cũ, trong khi TP thì các bạn có thể thả nổi hoặc là chúng ta đặt ở cái vùng hỗ trợ tiếp theo ví dụ như là 19.900 chẳng hạn. Còn ở trong thời gian tới thì cái view của mình đối với cả cái view của mình thì BTC sẽ có khả năng là tiếp tục giảm và nếu các bạn muốn vào lệnh ấy, thì chúng ta sẽ nên chú ý quan sát những cái vùng giá quanh mốc là 18.900 và 19.000 thì chúng ta sẽ set up được một cái lệnh long để ăn sóng hồi. Đặc biệt là khi mà đã có lời thì mọi người nên không tham lam vì thị trường như thế này thì những cái pha pump và dump bất ngờ sẽ còn diễn ra nữa và cái việc chốt lời thì mình tin rằng là sẽ không bao giờ sai cả. Và với một ngày khá là biến động như ngày hôm nay thì thị trường đã cho rất là nhiều cái trader dính stop loss và cháy tài khoản. Tuy nhiên trong ngày hôm nay thì mình thấy rằng là những người bạn ở trong cái nhóm của Free Signal của anh Louis Capital lại có mức lợi nhuận tương đối ổn khi mà đã đánh rất tốt những cái lệnh short BTC và kể cả Ancoin. Đặc biệt là với các lệnh short gì riêng với cả lệnh short FTT thì với một entry đẹp thì mình cũng như là các admin đã tự tin hold và đã có cái lợi nhuận lên tới là 440% trong ngày hôm qua cho tới ngày hôm nay.
tức là x khoảng 4,5 lần cho cái lệnh này. Nếu mà chúng ta hiểu đúng được cái bản chất của BTC trong ngắn hạn cũng như là trong phiên ngày hôm qua, thì mình cũng đã phân tích khá là kỹ về FTT, về tokenomics cũng như là khả năng nguy cơ bán xả. Và nếu như bạn nào chưa theo dõi thì các bạn có thể xem lại video đó. Và để mà các bạn có thể tham gia vào cộng đồng của Andrew View Capital cũng như là có thể follow kịp những cái tín hiệu thì mọi người hãy follow vào cái nhóm ở trong cái đường link mình sẽ để bên dưới phần mô tả. Tất nhiên là món là hoàn toàn free để mà các bạn có thể được hỗ trợ. Ok, thì đó là tình hình chung của BTC và các cái xu hướng trong ngắn hạn. Thì tiếp theo mình sẽ update cho mọi người một vài những cái thông tin quan trọng liên quan tới tình hình kinh tế vĩ mô sẽ có ảnh hưởng khá là lớn đối với cả thị trường crypto trong thời gian tới. Thì tính đến thời điểm bây giờ cho đến cuối tuần này thì sẽ có tới 3 cái sự kiện mình bắt buộc là phải chú ý và mình sẽ tổng hợp lại cho các bạn. Trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có những cái thông tin liên quan đến bầu cử Tổng thống Mỹ giữa nhiệm kỳ. Thứ năm vào ngày 10 tháng 11 thì Mỹ cũng sẽ công bố CPI và chúng ta sẽ xem được cái tỷ lệ lạm phát hiện tại của Mỹ đang là bao nhiêu phần trăm sau những cái ngày mà chính sách thắt chặt tiền tệ cực kỳ mạnh tay của chính phủ Hoa Kỳ. Fed thì tiếp tục là tăng lãi suất mà trong thứ năm tới lạm phát của Mỹ không có xuống giảm, thì đây sẽ là một thông tin không tốt đối với thị trường tài chính chung. Và đối với cả crypto thì mình cho rằng nó cũng sẽ có những cú flash dump nếu như thông tin này thực sự là xảy ra. Vì vậy thì trong thứ năm tuần này chắc chắn BTC sẽ có những cái sự biến động mạnh và sẽ có những cái cây nến rút râu. Và theo mình, nếu như các bạn không có kinh nghiệm xử lý thì các bạn nên đứng ngoài, không nên tham lam đánh những sóng lớn trong những ngày như thế này để mà bị cháy tài khoản, được chưa? Và cái sự kiện cuối cùng đáng chú ý sẽ rơi vào ngày thứ sáu tuần này khi mà chỉ số Customer Sentiment được công bố. Tiếng Việt thì chúng ta sẽ gọi cái chỉ số này là niềm tin tiêu dùng. Và đây cũng là một cái thông số khá quan trọng của một nền kinh tế và là cái thước đo thống kê xem là liệu một nền kinh tế có đang thịnh vượng hoặc là đang trong đà suy thoái. Tuy nhiên thì so với các cái tin tức về CPI, lạm phát, về lãi suất của Fed thì cái tin tức tâm lý tiêu dùng này nó sẽ không có những cái tác động quá lớn và trực tiếp. Và mình cho rằng đây nó cũng chỉ là một trong những yếu tố giúp chúng ta xác định xem cái chu kỳ hiện tại cũng như là cái dòng tiền ở trên thị trường đang chảy như thế nào và nền kinh tế nó có tốt hay không mà thôi. Ok, thì đó là tất cả những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ với các bạn ở trong video ngày hôm nay. Thì hy vọng là thông tin trong video sẽ hữu ích cho các bạn. Nếu như các bạn cảm thấy video hay, hãy nhớ nhấn nút đăng ký và ấn quả chuông bên cạnh để khi nào mình có những cái video mới nhất mình sẽ cập nhật nhanh cho mọi người. Mặc dù hiện tại đi công tác nhưng vẫn sẽ cố gắng là cập nhật chặt cũng như là thông tin cho mọi người để mọi người có thể follow được kịp thị trường, đúng không ạ? Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Xin chào.